Biết đâu rồi, Đang ngủ. ngủ thì ngủ lắm thế. Điện thoại làm chức năng quay hả ta? Chuẩn bị làm đi. Lúc nào nó sáng. Thằng kia dậy đi. Ok, em sợ đi đi. Qua mẹ mới bật cái quạt lên, đang ngủ quên, thấp vào mặt. Tỉnh dậy lại ho. Xô được 700 người thôi chứ. Đâu mà 700 người, nhưng mới có 600 mấy. To thế thì làm sao? Quay mới có một mấy giây cái xu nó còn tắt này. Bố bảo cứ xuống đi, xuống đi.